Xin chào quý vị khán giả. Hiện tại Tiết Cương đang có mặt ở một cái này là gì? À cái này cái phòng. Phòng. À, tôi đâu có gành tiếng Anh lit for today đâu. Tiết Cương đang mặc một bộ đồ. Mọi người nhìn vô biết tôi làm gì không? À anh chàng bảo vệ nha. Trong một bộ phim có tựa đề là Cách Ly, một bộ phim rất thời sự, rất hot của đạo diễn của ông này đây, đây ông đạo diễn đây. Ha ha. Đây là đạo diễn Bùi Văn Hải. Mày Văn Hủi. Hải với Tiết Cương là hai anh em mình dân Long An ha. Cùng quê Long An. Hải là Hải Long An, còn Cương không có lấy Cương Long An. À, này Cương chỉ là Tiết Cương thôi. À, bây giờ Hải có thể cho quý vị khán giả biết là Hải đã từng đạo diễn những phim gì không? Theo Tiết Cương được biết Hải là trùm về chỉ đạo võ thuật những bộ phim điện ảnh đình đám, cộng tác với đạo diễn Dustin Nguyễn đúng không? Đúng rồi. Những phim mà Hải đã từng làm kể quý vị khán giả nghe cái coi. Phim Quyền Thổ Bất Tử. Đạo diễn Hành Động. Có anh Dustin Nguyễn, Trần Quốc Sơn. Phim Lửa Phật làm đạo diễn Hành Động. Lửa Phật. Là Lửa Phật rồi phim Ngày Nãy Ngày Nay của Ngô Thanh Vân, rồi phim Ngôi Nhà Trong Hẻm của Lê Văn Kiệt. Trời ơi toàn mấy phim đạo diễn lớn rồi vậy? Phim Siêu Trộm của Nam Trần. Rồi mình làm đạo diễn phim Vạch Trần Tội Ác với phim điện ảnh Vũ Em Tập Sự, anh John Lý Nguyễn với Lê Khánh đóng chánh. Thôi đừng kể nữa. Rất nhiều, nói chung là vậy đó. Và Tiết Cương á là mình là bạn già của mình. Khoan để tôi nói, ông mà kể phim ông kể ra là tới sáng luôn. Nhưng có một cái rất là đặc biệt là trong tất cả những bộ phim Hải vừa kể là không có tôi đóng. Thành ra bây giờ anh em mình cũng không còn gì để nói. Và hôm nay theo lời yêu cầu của Tiết Cương thì Hải đã cho Tiết Cương xuất hiện trong một bộ phim mới của anh ta. Ủa không có dài rồi nha. Nhưng mà không phải là bộ phim điện ảnh, hôm bữa là quảng cáo có được vô điện ảnh đâu. Hôm nay sẽ được phát trên một cái kênh truyền hình gì tôi không biết, nói khán giả biết luôn đi. Trên app điện thoại mà phải mua đúng tiền. Câu phim 6.000 đồng vé nha. Trời ơi. Phim rạp 100.000 vé không có tôi. Tôi vô cái app 6.000. Thôi kệ nó, dù anh em mình cái gì có dịp, có cái gì mọi chuyện nó phải là cái duyên đúng không em? Rồi. Ở dưới đúng Hải lộn đúng luôn rồi. Cái gì nó phải là cái duyên, còn không có duyên là không có vô gì hết trơn á, nó bị vô duyên. Bây giờ Tiết Cương xin giới thiệu một số diễn viên trong đoàn. Hôm nay là có một người em là đã từng đóng vai người yêu của Tiết Cương trong một cái tiểu phẩm hài. Cái tiểu phẩm hài đó có tên là, anh nhớ là anh đóng vai cái anh chàng hút rác tới nhớ không? Dạ không. Trời ơi. Mình thì nhớ bà. Cái kịch của anh Lê Hải đó, lúc mà anh tới thăm ba mẹ em, cái em giới thiệu anh là người yêu của em, anh là Minh Hốt Rác á, nhớ chưa? Không nhớ thôi chịu thôi. Giờ mình nhớ người ta, tao không nhớ mình, chịu giới thiệu Trương Quỳnh Anh. Tên. À Quỳnh Anh ơi, anh không giấu gì em, anh Tiết Cương mới mở một kênh YouTube. Dạ. Anh đang làm YouTuber. Wow. Bây giờ anh ghê lắm, anh là thành YouTuber. Anh ghê lắm hả? Anh ghê gớm lắm. Và kênh của anh đã hoạt động được thời gian khá dài là đã được 11 ngày. Và vừa rồi YouTube vừa gửi một tin vui, anh đã đạt được nút nhôm. Ồ đó giờ em nghe là nút bạc nè, nút vàng rồi là nút kim cương lần đầu tiên, nghe nút nhôm rồi là sao anh? Chỉ có Tiết Cương mới có nút này thôi. Đố em biết nút nhôm là được bao nhiêu subscribe? Được nhiêu subscribe anh, nhiêu người coi vậy? Là 1.000. 1.000 luôn hả? Không, 1.000 là nhiều rồi mọi người. Ơi. Mở được chiếc tiền rồi. Được. Có rồi. Anh mà trời ơi em lên ghê quá nè. Ghê. Có rồi. Cái kênh của anh bật kiếm tiền được rồi. Rồi đã giờ. Mới nhưng vô... mà anh yên tâm là sau cái clip này là sẽ có nhiều người subscribe hơn nữa. Mới vô kênh tổng quan báo được bao nhiêu biết không? Nhiều. Kiếm được 9 đô. Không, vậy là nhiều rồi đó anh. Nhiều thiệt không? Nhiều thiệt. Ủa mà Quỳnh Anh em có trang YouTube không? Em có nhưng mà ít subscribe hơn anh. Là bao nhiêu? Thôi em nói là em ngại lắm. Vậy là em có nút bạc hả? Không. Không nhưng mà nếu mà em có hơn anh cũng không buồn. Tại vì thật sự đơn giản là em làm trước anh. Không em cũng mới làm. Làm được mấy ngày? Anh 11 ngày thì em 10 ngày. Trời ơi cái bà này bà nấu thì tôi không biết đâu rồi đâu á. Bây giờ nè, bây giờ Quỳnh Anh xin mời bạn. Bạn có lời là giống như chúc mừng cho kênh YouTube của tôi với có lời gọi subscribe giùm tôi cái đi. Nói chung là rất là lâu rồi anh mới được gặp lại anh Tiết Cương. Và cũng
thật là bất ngờ khi mà anh Tiết Cương làm cái kênh YouTube là quá lâu như vậy, một cái khoảng thời gian là được 11 ngày rồi nha mọi người. Kiếm được 9 đô rồi, được, một cái con số rất là khủng. Và cái nút nhôm là cái nút mà anh mơ ước nữa. Cho nên là sau khi mọi người xem cái clip này xong á, thì hy vọng là mọi người hãy kêu ông kêu bà, kéo nguyên hàng xóm, nói chung là họ hàng, gia đình, nói chung là mình quen biết ai là mình kéo vô hết, để subscribe cho cái anh Tiết Cương này, ảnh càng ngày càng tăng subscribe nhiều hơn đó nha mọi người. Rồi, cảm ơn Quỳnh Anh. Để bây giờ mình kiếm người khác mình quậy nữa thôi. Từ từ, mọi người thấy em thấy ghê không? Cái này là em đang hóa trang như trong phim thôi nha. Chứ mất công mọi người đừng này. Đấy, sao Quỳnh Anh xấu quá nhưng mà bình thường Quỳnh Anh lên hình lên ảnh đồ đẹp quá, là chỉnh sửa Photoshop rồi này nọ, xong rồi bây giờ quay thật thấy gớm. Không phải, nói chung á là do sư phụ của Quỳnh Anh là yêu cầu Quỳnh Anh sẽ xấu hơn nữa. Giờ hiện tại giờ xong đây nè. Bây giờ là đang chuẩn bị ghê hơn nữa. Thành ra mọi người đừng có nghĩ là đang xấu nha. Đang anh đẹp hơn sư phụ nhiều rồi. Đang đóng phim ma. Đẹp hơn sư phụ. Đang đóng phim ma nha bà con. Thông cảm, bây giờ mình phải tìm tiếp một nhân vật nữa. Dạ bây giờ thì Tiết Cương sẽ đi tìm thêm một nhân vật đóng phim chung với Tiết Cương và Trương Quỳnh Anh để Tiết Cương tám với anh chàng này. Anh chàng này mà quý vị khán giả nhìn là bảo đảm mê liền. Ổng là một người rất đẹp trai. Đẹp trai mà tôi rất là ganh tị. Anh chàng đó chính là tên trời ơi, ổng bất cỡ giấu mặt. Anh chàng này chính là Hiếu Nguyễn. Xin chào, mình là em của anh Tiết Cương. Hiếu Nguyễn á, mắc cỡ. Hiếu Nguyễn giới thiệu với quý vị khán giả, Hiếu Nguyễn là nam thần của màn ảnh. Dạ. Màn ảnh lớn chứ không phải màn ảnh nhỏ đâu. Dạ. Hiếu Nguyễn với Tiết Cương là đóng phim chung. Nó nghe họ đứng dậy đi, em ngồi mỏi lưng quá. Đóng phim chung trong hai bộ phim điện ảnh, đó là phim Lật Mặt 2 của anh Lý Hải và bộ phim Ám Ảnh, đúng không? Đúng rồi. Cái bộ phim Lật Mặt 2 là em đóng vai giống như là... Em đóng vai Lật Mặt. À đúng rồi. À anh nhớ rồi, em là cái người phản. Đúng rồi. Phản trong bộ phim đó. Còn anh với em là như hai nhân vật, hai anh em mình không có bên nhau. Không có liên quan gì với nhau á. Ủa còn cái Ám Ảnh sao? Ám Ảnh thì... Anh đóng vai cảnh sát. Đúng rồi, anh đến để bắt em. Mà cuối cùng có bắt không? Cuối cùng bắt không được. À. Em chạy mất tiêu còn đâu nữa. À công nhận em ghê thiệt. Hiếu Nguyễn ơi, bây giờ cái phim này hai anh em mình đóng chung. Và hôm nay á, anh tới đây để anh báo em một tin vui là anh mới mở kênh YouTube. Anh làm YouTuber và hồi nãy anh đã YouTuber, nói YouTuber, bờ bơ. Hồi nãy anh cũng có nói với Trương Quỳnh Anh á, là anh đã đạt được một danh hiệu khủng khiếp. Mà chỉ có một mình anh mới được danh hiệu này trong tất cả các YouTube lịch sử từ xưa giờ chưa ai có. Thật à? Anh có thể chia sẻ cho em nghe được không? Anh đạt được nút nhôm. Đang cười. Ủa em mới nghe lần đầu tiên không ạ? Trong cuộc đời của Hiếu là chưa từng nghe nút nhôm, chẳng nghe nút bà, nút bạc, nút kim cương, nút đá quý gì đó đúng không? Giống mà... em hồi nãy. Em nói anh Trang gì đó. Đây. Mọi người ơi, anh xinh đẹp đã trở lại rồi. Đúng rồi, bây giờ Quỳnh anh đẹp rồi. Hồi nãy Quỳnh... Em hóa trang một cái này thứ ba đó, cái niềm ghê nhất cuộc đời á. Thế là quay lên chụp vậy là ghê chứ. Vậy là Tiết Cương từ hồi sáng tới giờ em đẹp lắm luôn á, anh không vô anh quay. Vậy là anh xin lỗi, là coi như là anh dìm hàng em đúng không? Đó. Tiết Cương xin lỗi Quỳnh Anh mà tại nãy vô á sớm quá, làm cái là tội nghiệp nhỏ đang quá trang ma. Anh vừa nói câu làm cái là anh phải sửa lại câu này nha. Sao vậy? Nghe khán giả người ta sẽ hiểu lầm. Rồi bây giờ Hiếu Nguyễn, em có lời chúc gì cho cái kênh anh đi chứ? À đấy, quý vị khán giả ơi, anh Tiết Cương là một cái người mà dạy Hiếu nói tiếng Nam. Mọi người hãy theo dõi kênh YouTube Nghệ sĩ Tiết Cương. Nghệ sĩ Tiết Cương. Anh dạy em nói tiếng Nam đấy. Bây giờ gọi lại từ đầu nha. Mọi người ơi, mọi người ơi, hãy đăng ký. Hãy đăng ký. Hãy chứ phải hãy. Hãy đăng ký kênh YouTube. Kênh YouTube Nghệ sĩ Tiết Cương. Nghệ sĩ Tiết Cương. Và nhớ nhấn nút subscribe. Và nhớ nhấn nút subscribe. Ủng hộ anh ấy nha. Ủng hộ.
anh ấy nha. Sao em nói chuyện sao khó khăn quá vậy? À, bây giờ em dạy anh nói lại tiếng Bắc đi Thế Nguyễn. À, anh nói lại từ đầu nha. Mọi người ơi, mọi người ơi, tới tôi giống BD rồi. Hãy đăng ký và theo dõi. Từ từ, chậm chậm. Hãy đăng ký và theo dõi. Giống không? Kênh của anh Tiết Cương. Sao bị qua tiếng Nam rồi ông nội? Kênh của anh Tiết Cương. Và hãy nhớ, và hãy nhớ Surpriser. Surpriser. Kênh của nghệ sĩ Tiết Cương nha. Kênh của nghệ sĩ Tiết Cương nha. Sài Gòn tiếng Nam rồi. Nói chung là cảm ơn Hiếu Nguyễn đã kêu gọi giúp anh. Và hy vọng rằng phim này hai anh em mình sẽ hợp tác một cách thành công tốt đẹp nha Hiếu Nguyễn. Ok, chúc anh Tiết Cương năm sau là bằng nghĩa là sang đầu năm sau là phải đến lấy nút vàng nha. Đúng, đúng, cảm ơn em nha. Quý khán giả ủng hộ cho nghệ sĩ Tiết Cương năm. Yeah, em phải về với anh chứ. 1, 2, 3. Yeah. Xin chào quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi những phần trò chuyện rất dễ thương của tôi và Hiếu Nguyễn. Xin chào.